Mời hai bạn mở mặt nạ ra. À, bây giờ mình đã vào vị trí rồi ha. Tôi mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu lớn lên thật to thật rõ cho người bên cạnh có thể nghe được những thông tin của mình. Mời anh giới thiệu, anh tên là gì, đến từ đâu? Em tên Nguyễn Ngọc Thảnh. Nguyễn gì? Nguyễn Ngọc Thảnh. Nguyễn Ngọc Thảnh. Em đến từ Vĩnh Long. Rồi, năm nay Thảnh bao nhiêu tuổi, đang làm công việc gì? Năm nay em 33 tuổi, em làm công việc Mai. Mai? Bên em ạ. Mai là Mai công ty hay Mai, hay là Mai gia đình? Em kinh doanh bên nhận hàng gia công về để lại cho em tổ hợp Mai. À, mình chuyên về trang phục gì em? Dạ, nói chung tất cả các loại mặt hàng chị. Tất cả các loại mặt hàng luôn. Dạ. Hiện tại là mình đang ở đâu? Dạ, em đang ở Vĩnh Long. Rồi, cùng quê Tường ha, Tường cũng ở Vĩnh Long. Vĩnh Long có người miền Tây, người ta hào sảng, người ta ăn to, nói lớn lắm, xong thì Vĩnh Long gì không nói chuyện nhỏ xíu vậy trời ơi trời. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường. Đó, thấy người ta nói chuyện to rõ, đã dễ sợ không? À, chào anh bên kia. Em tên Ni, năm nay 31 tuổi, em đến từ Cà Mau. Hiện tại em là giáo viên. Giáo viên dạy cấp mấy? Dạ, em dạy cấp 3 và bộ môn vật lý. Ồ, cấp 3 vật lý. Mình đang ở dạy ở đâu em? Dạ, em dạy ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau chị. Đầm Dơi, Cà Mau. Có lên Vĩnh Long chơi lần nào chưa? Dạ cũng có rồi. Có rồi, xuống Cà Mau chơi lần nào chưa? Dạ có. Ai nói Cà Mau xa lắm phải không? Gần xịt à. Rồi, cùng miền Tây, chắc là về ăn uống ẩm thực mọi thứ suy nghĩ cũng khá giống nhau. Điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Lại biết nấu ăn. Biết nấu ăn? Dạ, với biết mài. Biết mài. Dạ. Rồi điểm yếu? Điểm yếu của em hơi bị nóng tính. Trời ơi, gì mà nóng tính đó hả? Hơi bị nóng tính với biết uống rượu. Biết uống rượu? Uống ít thôi. Ít là bao nhiêu? Dạ, ví dụ như đi công việc của mình thì mình xã giao được uống được một vài ly với chị. Đi bia với rượu á. Uống một vài bia thôi, vài ly thôi. Dạ. Sợ tôi nghi ông nói xạo quá. Thì chị, tại vì công việc của mình thì nói chung thì giờ giấc của mình thì mình biết chứ vô công ty Mai thì uống nhiều đâu có được chị. Rồi, còn bên đây, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em cũng vui vẻ. Và đặc biệt là em rất là cá tính với lại độc lập. Nhưng mà thường là mọi việc công việc của em thì em tự giải quyết hết. Rồi. Điện nước ở nhà em cũng tự sửa. Cái gì? Điện nước trong nhà em tự sửa? Dạ, em tự sửa. Tại em sống độc lập nên cũng lâu rồi nên em... Vậy gia đình ba mẹ mình ở đâu em? Dạ, cũng làm ăn ở xa chị ơi. Ở xa là ở đâu? Ở Bình Dương. Là em ở Cà Mau một mình nên em? Nhưng mà quê là ở Cà Mau. Dạ đúng rồi chị. Rồi ở một mình có anh chị em gì không? Dạ anh hai em cũng đi làm luôn. Ừ, anh hai rồi. Nên em ở dưới. Một mình nên ở dưới là giữ nhà của ba mẹ đó. Dạ. Thế còn cái điểm yếu của em là gì? Dạ điểm yếu của em là cũng giống như anh bên kia là em cũng nóng tính. Trời. Cho nên nãy giờ em đang lo là nếu mà hai đứa mà nóng tính gặp nhau thì không biết cái nhà nó còn không. Lo cái gì, chị lo cho anh này hơn lo cho em đó. Ảnh nóng tính nhưng mà thấy anh nói năng nhỏ nhẹ không, anh chỉ biết mai giá và nấu ăn. Em nóng tính mà em còn quất luôn điện nước nữa trời ơi. Rồi bây giờ hai chồng nếu mà giờ nóng tính lên thì ai sẽ là người chiều ai? Thì bây giờ nếu mà bạn nóng tính thì em chịu thiệt chút xíu. Em chịu thiệt xíu phải không? Em nhường bạn giá. Ủa nha, có vũ phu không? Dạ không chị. À rồi, tình trường thì sao, trải qua dạ, mấy mối tình rồi? Em cũng trải qua một mối tình, do người bạn gái thì không hợp ý ấy vậy nên chia tay. Chia tay bao lâu rồi? Chia tay khoảng chừng 2 đến 3 năm rồi. 2-3 năm rồi mà mối tình đó kéo dài trong bao lâu? Dạ khoảng 6 tháng chị. Rồi tới ba mấy tuổi quen có một mối tình 1-6 tháng ra thôi đó hả? Dạ tại vì công việc của em nên em đi tới lui hoài, chứ em cũng lo công việc làm á chị, nên em không có thời gian để quen bạn gái á chị. Rồi lý do sao chia tay cô đó? Dạ, tại vì không hợp ý nữa chị. Hợp ý là ý gì? Cô không hợp cái ý gì của em? Thì nói chung là bạn gái đó thì ham chơi quá nên nói không nghe thì em chia tay, hai đứa chia tay. Nói bạn gái không nghe? Dạ. Bạn gái nhiều tuổi? Lúc đó là bạn gái mới 25 rồi chị. Rồi bây giờ cô này thì cô này cô nói cô cũng không nghe đâu à. Cô này cổ độc lập lắm, cổ quyết cái gì cổ quyết luôn á. Mình phải nói sao thuyết phục cổ hợp lý thì cổ mới nghe đúng không em? Dạ. Thí dụ em đúng là em nghe. Đúng là nghe, dạ, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ gặp bạn gái mà yếu bóng vía quá rồi, hiền quá rồi làm sao mà bạn gái nghe lời được? Thì cũng phải thời gian chứ gì, cho thời gian trả lời chứ. Ủa vậy rồi trong công việc rồi làm sao em quản lý nhân viên? Dạ trong công việc thì khác chị. Khác là khác sao? Ví dụ bữa nay nhân viên làm sai hoài mình tức quá rồi mình làm sao? Thì nói chung là cũng có khi cũng hơi bị lớn tiếng một chút. Rồi mình cũng xuống có lại. Lớn tiếng luôn hả? Trời ơi, bị lớn tiếng một xíu. Đâu ví dụ anh lớn tiếng cái cho tôi coi coi. Thí dụ vậy, bây giờ bữa nay các tường vô trễ nào, vô trễ hoài mình làm hư cái mẫu áo ngày mai tới ngày giao bữa nay làm hư nè.
Thì... lớn tiếng tôi nghe coi. Nói chung mấy người làm hoài, sai hoài thì sao được, không kịp hàng giao thì sao được. Nói vậy thôi. Vậy thôi đó hả? Cố gắng lên. Trời ơi, sao mệt ghê luôn. Rồi còn cô này, tình trường sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua hai mối tình chị ơi. Một mối tình thời sinh viên với một mối tình khi em đi làm. Mối tình mới đây là mình quen được bao lâu cưng? Dạ quen được một năm, sau đó chia tay. Lý do sao chia tay? Dạ lý do là tại vì công việc của ảnh không phù hợp ở dưới vùng quê đó, nên ảnh đi một cái nơi khác để cho nó phát triển hơn. À là ảnh xuống dưới Cà Mau. Dạ. Rồi ảnh mới quen em. Dạ. Rồi sau đó ảnh đi chỗ khác. Dạ. Bỏ em lại một mình. Dạ. Không lời hẹn hò. Tình yêu chưa đủ lớn. Rồi sau đó em buồn bao lâu? Dạ 2 năm nay thì em cũng không quen ai nữa. Lý do là sao không quen ai? Nhớ anh đó hả? Dạ không, em cũng hiểu như chị nói là tình cảm chưa đủ lớn nên em cũng không nhớ gì. Mà chắc tại mình chưa gặp được người phù hợp. Em muốn mẫu người lý tưởng là người như thế nào? Cái người mà em muốn lấy làm chồng như thế nào? Về ngoại hình trước đi. Thì rồi, em mong người đó không cần qua đi 6 múi. Làm gì có. Nhìn cao to, khỏe mạnh là được rồi. Khỏe? Dạ, nhìn khỏe mạnh là được rồi. Với rồi. Lại cũng biết chơi thể thao được chút xíu. Có chơi thể thao không? Ít chơi. Ít chơi lắm hả? Đó giờ không có tập thể dục gì luôn hả? À, nói chung cũng có nhưng mà ít như vậy. Tại công việc đi làm về trễ làm. Rồi mình ngủ về sáng đi làm tiếp thôi. Nhưng mình nghĩ mình có khỏe không? Dạ khỏe chị. Khỏe hả? Dạ. Rồi. Dạ à, còn về tính cách thì em hy vọng là người đó có trách nhiệm, biết quan tâm, chia sẻ. Và đặc biệt là chung thủy vậy là được. Cái đó được em. Được hả? Cái đó được đó em. Tự tin luôn hả? Rồi. Điều gì mà em không thích nhất ở người bạn trai? Là hút thuốc chị ơi. Tại có. Em không chịu dạ. được mùi thuốc lá. Dạ em vậy là có uống chút rượu bia thôi nhưng mà thuốc lá thì không. Dạ. Hên quá. Được rồi ha. Rồi vậy còn em, mẫu người lý tưởng của em sao? Thì nói chung ngoại hình dễ nhìn là được. Cụ thể mắt dạ. mũi miệng cao thấp à, ăn bận hay thì gì đó là... cái gu của em sao? Ừ, nói chung cao á thì chừng 1m60 đến 1m65 là được. 1m60 được. Em cao mét mấy? Dạ em có 1m59 rồi. Thôi được rồi, có 1m60 rồi đó. Rồi trả giá bớt phân nó thách đi. Rồi. Dạ. Dáng người thì cũng thon thả là được. Thon thả, dạ. có thon thả luôn, có gì dạ. nữa không? Tóc dài. Tóc dài, có tóc dài luôn, gì nữa? Nói chung biết hiểu nhau là được. Biết hiểu nhau chia là sẻ, được. Quan tâm. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Dạ, cọc cằn. Cọc cằn. Dạ. Cô này thì cũng không cọc cằn, nãy giờ nói chuyện này cũng không có cọc cằn nhưng mà cũng hơi nóng tính thôi. Dạ. Chút xíu nữa các bạn sẽ mình xem cái thử rồi mình trao đổi mấy cái vụ nóng tính coi nóng tới cỡ nào như thế nào ha. Trời ơi, ông đưa tấm hình của 50-50 vậy thôi đó hả? Tại vì dễ đơn giản quá vậy, có hình không em? Tại vì em đi làm về, chở bạn đi làm về chung á, rồi em đưa về nhà. Rồi, hãy lựa chọn xem, hãy tìm xem ai trong hai anh đó em thích anh nào, chị gả anh ấy. Còn em, bốn cô nàng này chọn cô nàng nào? Chọn ra cho em dễ quá mà có hai sự lựa chọn hả? Dạ, chắc anh này quá. Rồi, sao không chọn anh kia? Anh kia thấy lớn tuổi gì quá. Còn vậy hả? Vậy là anh chắc này trẻ phải. Trẻ hơn hả? Rồi giữ nguyên đi, lát chị gả cho. Người này. Người nào? Tại sao chọn người đó? Em cười tươi. À cười tươi quá chọn hả? Dạ. Rồi giữ đi, lát nữa tôi kiếm cô đó gả cho. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim ra để xem coi là hai bạn ấy cảm nhận về cái buổi gặp đầu tiên của chúng ta như thế nào nhé. Xin mời. Anh có bó hoa để tặng em. Em cũng có món quà nhỏ tặng. Anh cảm ơn em. Quà là một chuyện, nhưng đoán sai vẫn bị phạt như thường. Cổ là ai chỉ lại coi. À, người này ăn người mắc kiếm. À, thấy không, chọn sai rồi. Giờ sai bị phạt gì đây? Em muốn phạt ảnh gì đây? À, em thích thể thao với lại ca hát vậy thôi. Phạt anh hát bài đi. Thôi hát bình thường lắm. Thể thao anh này anh không có chơi thể thao. Mà nãy giờ anh nói chuyện tém 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 gọn gọn. Tôi đang nghi ngờ về giới tính của ảnh, sức khỏe của ảnh. Bác sức khỏe. Em biết rồi. Em biết rồi, phải không? Biết tự động làm, đừng để chị nói mất công chị bị mang tiếng ác. Đây quá đó. Trời ơi, sân chơi đó là của em. Không thể thao ngồi may riết là bụng bự. Phải hít đất một ngày 10 cái. Áo vét cũng hít luôn. 3 4. Đếm cho ảnh đi em. 5 6 7. Tôi đếm mất công tôi bị chửi. 9 10. Được rồi chị ơi. Thương quá. Mới có 10 được rồi chị ơi. Đói bụng ăn ngon lắm luôn á.
đất đói bụng ăn ngon lắm nha. Lần đầu tiên gặp mặt nhau thì hai bạn có cảm xúc gì với nhau? Mời em gái nói trước cho anh thở đi. Dạ, em thấy anh là người chững chạc. Chững chạc. Có vẻ hiền. Thấy men không em? Dạ men. Đùa thôi, chọc em cho vui chứ men. Tôi nhìn tôi biết men mà. Rồi còn em, lần đầu tiên thấy cô gái này em thấy như thế nào? Em thấy bạn gái cũng dễ thương. Dễ thương. Dạ, xinh. Xinh, đẹp. Đó là cái sự đầu tiên, cái khởi điểm thấy là coi như là vui phải không? Dạ. Rồi, bây giờ Cát Tường sẽ cho các bạn vui hơn nữa bởi vì hết đất rồi đói bụng rồi. Mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Bao Điểm Sâm. Xin mời. Bây giờ thì Cát Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức. À, thấy Cát Tường giới thiệu không? Nhà hàng Bao Điểm Sâm, món ăn trang trí rất là đẹp mắt mà ngon miệng nữa. Hai bạn hãy thưởng thức đi. Đây là món tôm trái thơm, cơm gà và bánh tuyết lạnh nha. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, chị Tường cũng đi ăn đây. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại nha. Rồi mời hai bạn ngon miệng. Ủa, em ở Cà Mau, em ở huyện nào? Dạ. Em ở Cà Mau, em ở huyện nào? Dạ, huyện Đầm Dơi. Dạ. Còn anh, huyện nào của Vĩnh Long? Anh ở huyện Trà Ôn. Trà Ôn. Trước em cũng có qua Vĩnh Long chơi nhưng mà huyện Chợ Lách á. À, ở đó nhiều trái cây lắm. Chợ Lách là mấy bên Cần Thơ. Cần Thơ xe quá. Cần Thơ. Từ anh qua đó là khoảng 30 phút. Gia đình anh mấy anh chị em? Gia đình anh được hai người. Anh là con đầu. À, còn em? Nhà em cũng hai anh em, anh trai với em. Ba mẹ em nay nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 60. Cũng bằng ba mẹ anh. Dạ. Anh làm đó rồi có đi chơi hay đi du lịch nhiều không? Thì nói chung là cái nghề của anh thì đi đây đó nhiều, đi tới công ty chỗ này chỗ kia nhiều. Thì đi về đâu mệt quá thì chỉ biết ngủ thôi, cũng ít có đi chơi. Ở quê em ở đó là người ta làm nghề gì nhiều nhất? Dạ với đó nuôi tôm không ạ? À, đồ ăn ngon không mà tụi em? Được. Món này lạ quá, thì Tường cũng chưa ăn cái món cơm cái thơm này luôn á nha. Dạ. Rồi, thế nãy giờ mình hỏi gì về hôn nhân, tình yêu, gia đình, mình có bàn với nhau mấy chuyện đó chưa? Ví dụ như mình quen nhau, mình hiểu nhau rồi, khoảng bao lâu mình mới tiến tới hôn nhân được em? Tuổi em thì nên kết hôn từ sớm rồi, cho nên là tùy cái sự hiểu nhau để mình quyết định chuyện đó. Coi như là tùy anh, nếu mà anh cảm thấy là anh quan tâm chăm sóc đầy đủ mà cổ thấy tin tưởng rồi cổ, anh phải cầu hôn người ta mới kết hôn chứ. Dạ. Nhiều người hỏi gì Tường sao chưa chịu lấy chồng, thì tôi không biết trả lời sao, có ai rồi cưới đâu mà lấy. Đúng không? Đàn ông mình phải chủ động chứ, mình phải cầu hôn người ta mới ok được. Cho nên là ăn thua là ở bạn đó. Nếu mình cảm thấy ok hợp lý rồi mình phải xúc tiến cho nó nhanh lên ha. Rồi bây giờ mời hai bạn hãy bóc một lá bài và đọc lớn lên yêu cầu ở trong này. Bạn nam hãy lấy lại toàn bộ số đo của bạn nữ để may tặng một bộ đồ mà bạn nữ yêu cầu. Ngay nghề luôn á chị. Ngay nghề luôn á. Mà chết rồi, có đem thước đo theo không? Dạ sáng đi gấp quá. Ngày xưa người ta đo bằng tay luôn đó, bước qua đo bằng tay luôn để may cho bạn ấy một bộ đồ. Dạ. Qua đi em, biết may áo dài không? Dạ, biết luôn hả? Đó, cổ đang mặc áo dài luôn đó. Lấy số đo của cổ, may tặng cho cổ một bộ áo dài. Lấy tay đo một gan, hai tấc, ba tấc gì đó. Gì đó hồi xưa người ta đâu có đo thước đo. Đứng lên. Như nếu bây giờ đo cái áo bà ba hoặc cái áo dài đó thì đo như những cái nào? Vai, cổ gì đó, áo, trẻ, mông đùi gì, em đọc lên cho chị nghe coi. Theo thứ tự đo cái áo dài coi. Nói chung là dài chứ. Dài lưng, nhiều. Lưng trước. Đâu? Dài. Lưng. Mấy tấc? Lưng. Lưng. Chân chuyên nghiệp mà. 20 phân. 20 phân. Cái gì? Cho anh đo cái tay nè. Đo tay, hãy xè xè hai tay ra cho anh vậy nè. Bây giờ em muốn tay ngắn hay tay dài? Tay lẫn giống vậy á. Tay lẫn giống vậy đó. Cho anh cầm tay, nắm tay. Đo khách xong đo mai rồi y chang nha. Gì vậy bà? Dốt. 55 cm. 55 cm. Rồi tới gì nữa? Eo. Eo thì đo eo chứ, nhìn tôi chi trời, không lẽ đo eo tôi? Cho anh đo eo. Cái vòng tay đi. Em vô nghe em. Giơ hai cái tay ra cho người ta đo cho. Ôi, có đi mai áo dài chưa? Anh cũng hơn em nữa. Anh cũng hơn em, đo đi. Tôi ghi sĩ số là tôi mai không ra được cái áo dài đó là biết tôi. Nhiêu? Dạ
80 cm. 80 cm? Có tự như vậy? Em thôi đúng rồi, đúng rồi, là đúng rồi, đúng rồi. Rồi thích được. Ủa mà áo dài đo, áo dài không có đo kích ngực hả quý vị? Rồi sao mai đồ? Ngồi giơ tay ra cho người ta đo đi, người ta đoán. Người ta không đo được, người ta cũng phải đoán được. Đoán. Rồi có tay không rung kìa. Nhiều. Khoảng là 100 cm. Cái ngực 100 cm. Em đúng không rồi, trước rồi. Ủa mà anh đi mai đồ hồi xưa giờ cái tướng này là có tướng dày. Nhưng mà cái tướng này mà một cái ngực 100 cm hả? Rồi sao mai đồ? Đoán. Rồi có tay không rung kìa. Nhắm chừng. Em muốn chừng thôi. Không có nhắm chừng được anh là cái dân đo mai đồ mà cái kích ngực nào mà tới 100. Là em sẽ đo lại. Nếu mà vậy nhưng mà em phải đoán được chứ. Em đoán với cái cơ thể này, cái body này là cái kích ngực này bao nhiêu? Dạ khoảng nói chung là 90 đi. 90 sao nói 100? Tại mãi. Bộ mê bà nào mập hả? Đâu có. Nói chung là em đoi sau lưng thôi, em đâu có đoi trước. Trời ơi, ra trước để đứng nhìn nè, ra trước để đứng nhìn nè. Đó, em dòm cái tướng vậy mà em nghĩ sao em đòi vòng một của em mà em đo tới 100. Thấy mình sai chưa? Dạ. Chắc tôi phạt nữa quá. Rồi vô chỗ ngồi đi, được rồi. Rồi. Đọc lớn lên đi em. Yêu cầu bạn nữ kể ra 3 bí mật chưa từng chia sẻ với em. Mời em chân thành, chân thật nha. Em hiện tại em nhớ được có 2 bí mật của em. Trời, có 2 bí mật à hả? Rồi bí mật gì? Dạ, bí mật thứ nhất là nhỏ em từng giấu tiền mẹ để đi ăn bánh. Giấu tiền có nghĩa gọi là ăn cắp á. Tôi cũng vậy, hồi xưa tôi hay cắp tiền mẹ tôi ăn bánh lắm, đi học. Mẹ kêu lấy tiền đi chợ, giấu. Gọi là nhím, mình dùng từ ăn cắp thì nặng quá em ha. Mình nhím bớt, không sao hết. Nhưng mà lần đó em có sao chị, mẹ em phát hiện. Hồ có bị gì không? Dạ, bị đòn. Bị đòn hả? Dạ. Rồi, bí mật thứ hai. Một bí mật nữa là cũng hồi nhỏ là em mê nấu nướng, cho nên là em bày em nấu rồi. Thì em làm bể chén của nhà cô em. Cái em dặn đứa em con của cô em, mẹ vô đừng nói nha. Mẹ cùng nó vừa bơi xuồng vô tới nó chạy ra, mẹ chứ ba làm bể cái chén. Có bị gì không? Dạ, dạ không sao, bị la thôi chứ không sao. Rồi bây giờ từ lúc đó hồi nhỏ không mà còn nguyên đoạn lớn này không có cái gì bí mật hết trơn hả? Từ lúc va chạm cuộc sống đi làm yêu đương không có cái gì bí mật hết hả? Dạ không vậy, em không có gì bí mật á. Người rất sau là... em lớn lên em trái ngược hoàn toàn với lúc nhỏ. Lúc nhỏ em thấy em không có trung thực á, mà càng lớn thì em càng trung thực, cho nên em không có gì bí mật hết trơn. Đó cũng một cái hay, trải qua nhiều cái thời gian ha, mình sống nhiều hơn mình rút ra nhiều được cái bài học kinh nghiệm bản thân, bây giờ tốt rồi, lúc nào cũng chân thật. Ok rồi, hồi nãy giờ chị Tường cũng cho các bạn nhiều cơ hội để mình hiểu nhau nhiều hơn ha. Rồi bây giờ các bạn hãy nhìn nhau 30 giây, hãy nói cho nhau nghe cảm xúc thực sự của mình, bây giờ mình muốn chia sẻ điều gì trước khi chúng ta đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ giống như lúc đầu em có nói là thấy anh hiền, thấy chững chạc nhưng mà hiền. Chắc là sống chắc cũng tình cảm. Nói chung là anh sống tình cảm. Còn nếu mà mình hợp nhau là mình cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Rồi mà nãy giờ thấy toàn hỏi người ta em nghĩ anh như thế nào mà chưa nghe anh nghĩ về người ta. Anh cảm xúc anh gần đầu tiên gặp em anh thấy như thế nào? Anh cảm nhận về em là con gái rất là dung hòa. Dung hòa. Dạ. Hiền. Rồi nói chung gặp em là cảm thấy trái tim hơi bị rung phải không? Dạ. Đo mà tay anh rung vậy nè. Nãy giờ anh nói nhỏ quá mà anh rung gãy quá. Bây giờ cho anh cơ hội nữa, hát tỏ tình cổ được không? Biết hát không? Hát ít được chị. Rồi vài câu đi. Nói chung là em hát đoạn bản khúc Dương Cầm cho em. Rồi, vỗ tay trả lên tinh thần cho anh hát lớn xíu em. Đêm đến vội vàng, mình đang lang thang với đêm, cùng vì sao với ánh trăng tàn. Đêm quá lạnh lùng, ở nơi kia em mới đêm, chắc em đang hụt ấm em. Từng mùa đông trôi qua vùng tên, mùa xuân đến trong âm thầm, như tình yêu anh trao về em. Mái không tàn phai, ngồi giữa đêm khuya lăng căm, lắng nghe tiếng dương cầm. Trái tim anh vẫn nên niềm đau từ lâu mà anh đã giấu. Hay quá. Tôi không đánh giá cao về giọng hát. Hát như nói anh nhau. Anh rung quá chị ơi. Nhưng mà cảm xúc. Yeah. Đúng không? Yeah. Trái tim anh với em là... Được rồi, được rồi. Bấm nút, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn.
Bây giờ là thời phút quan trọng nha. Nói chuyện thì nói, hát thì hát, cười cười vui thôi. Nhưng đây là cái lúc mà rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta đồng ý bấm nút hẹn hò, có nghĩa là tiến tới tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Nếu mình cảm thấy đối phương là mình không rung động thì mình không bấm. Mình thật sự rung động, mình quý, mình muốn tìm hiểu, mình mới bấm nút, đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu chịu hẹn hò thì bấm nút mạnh, không đồng ý hẹn hò lấy tay ra. Rồi nhắm mắt lại, mời hai bạn. 1. Hai. Ba. Rồi bà nhấn lẹ dữ vậy, mới có hai hà. Nhấn mà muốn lọt cái bàn, nhấn muốn người ta luôn. Dễ cưng quá, cặp này chắc cưới sớm nè. Rồi mời hai bạn qua đây. Rồi tôi phỏng vấn câu ngắn nè, sao bấm lẹ vậy, mới đếm hai bấm rồi. Dạ, tại em thấy ảnh hiền, có sự tin tưởng được. À, quyết định nhanh gọn lẹ ha. Đây là một cô gái rất là quyết đoán. Em là may mắn lắm gặp được cổ. Hai người sẽ bù trừ cho nhau. Tự tin lên nha anh nha. Dạ. Đừng rung nữa. Rồi à, hôn nhau cái đi cho hết rung nè. Đừng. Rồi. Trời bá nhăn kìa. Trời ơi, hôn sướng vậy mà nhăn, cứ sợ luôn vậy đó. Là bản thân của mình. Em tên là Phan Bá Quang, sinh năm 1995, quê quán Hà Tĩnh. Hiện tại đang sinh sống làm việc tại thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là mình ở đâu, khu vực nào? 41 Lam Sơn. Quận Đức Cây ra thành phố Thủ Đức. Rồi tiếp tục. Hiện tại em đang làm nhân viên sửa chữa xe, làm tư nhân. Là tiệm sửa chữa xe là ngay cái chỗ mà em mới vừa đọc địa chỉ đó, hả? Dạ. Rồi. Thu nhập mình ổn không Quang? Thu nhập em còn ổn. Khoảng bao nhiêu? Mình cứ cụ thể đi em. Mình cứ ở đây là cái buổi này thì em cứ chủ động em chia sẻ ha. Thu nhập em bình quân một tháng là 10 triệu. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình, tình trường của mình là gì, mình cứ chia sẻ ha. Điểm mạnh của em là thích nấu ăn vì vui vẻ hòa đồng. Điểm yếu thì nhút nhát, ít nói chuyện. Tình trường thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có để ý ai, chưa có rung động ai luôn ạ. Đúng rồi, tính chất là do công việc làm, thời gian ít khi đi chơi đâu, mình toàn dành thời gian làm thì không để ý đến ai cả. Rồi thường là em làm từ khung giờ nào tới khung giờ nào mà em nói em không có thời gian? Em thì thường làm 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rồi từ 8 giờ tối đến lúc đi ngủ là ở nhà luôn, không đi đâu hả? Ăn uống xong về phòng nằm bấm điện thoại thì đi ngủ. Rồi ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Em đăng ký. Tại sao em đăng ký? Bởi vì mình giờ cũng thấy cảm giác nó cũng nhiều buồn cho mình, cũng muốn có người đồng hành. Nên mình đăng ký chương trình. Mà trước giờ em có từng thích ai chưa? Hồi xưa đi học thì cũng khó thích, mà sau này tính chất ngồi nghiệp một nơi thôi. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào trong này được 15 năm rồi. 15 năm hả? Được. Là vào từ lúc 12 tuổi đến bây giờ đó hả? Dạ. Vào đấy đó là lúc mình vào đây với ai? Em vào một mình, em hồi đó em vào đây đi lập nghiệp đi làm. Làm ăn sớm. 12 tuổi thì vào đây ai nhận em làm? Nói chung có người quen trong này thì xin chưa học nghề sửa chữa xe tới giờ. À, là đi học nghề từ năm 12 tuổi? Dạ. Là bây giờ là em đang làm, là em đi làm thợ cho người ta hay là của em? Em đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho người ta. Có ý định tương lai là sắp tới là mở tiệm của mình không? Dạ, em đang có ý định sắp tới mở tiệm. Có nhiều vốn chưa? Vốn được chơi nhiều gì. Được khoảng bao nhiêu rồi? Tầm thì 100-200 gì. Tầm 100-200 rồi. Là tiền đấy là đang tiết kiệm, là em đứng tên hay là chuyển về cho bố mẹ giữ dùm rồi? Em của em
Còn bố mẹ thì tháng thì cần gì thì em cung cấp về thôi. Và bố mẹ vẫn đang ở Hà Tĩnh? Dạ. Yeah. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ yeah, có. Bao nhiêu anh chị em? Dạ, ba, sau ba em nữa. Sau còn ba em nữa? Dạ. Yeah. Ba anh trai em, gái em? À, hai gái, một trai. Là em là con đầu? Dạ. Yeah. Rồi, thế bây giờ bận rộn như thế đi làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối để tạo cái thói quen là ăn xong rồi lên giường nằm lướt điện thoại như thế thì bây giờ có bạn gái rồi sao? Có bạn gái thì nó đổi lịch thời gian khá xuyên gì. Ừ. Là có thời gian để dành cho bạn gái đúng không? Dạ. Trước giờ có ai giới thiệu bạn gái cho em không? Trước cũng có qua mối quen người mà người ta không ưng mình thôi. Ừ. Mình có thổ lộ với người ta không mà biết người ta không ưng mình? Nói chung là mình nhìn người ta biết là người ta không ưng mình rồi thôi. Mình nhìn thôi là mình đã biết rồi. Dạ. Người ta làm sao mà người ta không ưng mình, kể nghe coi những cái hành động nào. Thì người ta cứ đánh né mình về gì nữa này. Ừ. Thì nên em không. Nói chung thích một người mà ta cứ tránh né thôi là không tiến tới được luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi dạo này sao, có để ý ai nữa không? Dạ không, thì chết do công việc thôi, để làm thì làm đi, lần này đăng ký nhờ chương trình thôi chứ. Ừ, đăng ký nhờ chương trình thì mình cũng phải là mạnh dạn vui vẻ lên ha, mình cũng phải hả, dành nhiều thời gian cho bạn gái. Dạ. Chứ mà cứ về mình cứ làm xong rồi cứ ngã lăn ra chơi điện thoại xong rồi ngủ luôn rồi, bạn gái thời gian đâu mà tìm cho bạn gái. Lúc đó tụi chị bị mén vốn nữa. Mình có bạn gái thì mình thời gian nó mình khá hơn. Còn mà... đâu, em cho chị một khoảng thời gian nào mà em hẹn với bạn gái ơi. Thì thế dù mình làm đó thì giống như 6 khoảng 6 giờ, 6 rưỡi mình về rồi tắm rồi bạn gái đi chơi thôi. Ừ. Mình dành thời gian ngoài, còn nếu mà trước đây thì giống như mình không có bạn gái đồ thì mình dành thời gian làm, còn về có bạn gái thì mình đến giờ khoảng 6 rưỡi về mình tắm rửa. Tắm rửa xong đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Ừ. Rồi, em có tài lẻ gì không? Hát hò này kia biết không? Dạ em không. Không có tài lẻ gì luôn, chơi thể thao này kia cũng không biết luôn. Không có tài lẻ gì hết hả? Dạ. Chỉ có đồ nấu ăn đồ thôi. Ừ, nấu ăn thì nấu được cái gì? Món gì em nhìn qua người ta là làm sao em bắt lại là em nấu được. Ừ. Rồi, mẫu người của em mong muốn là gì? Ngoài những chị nhìn dễ nhìn, chị thấy trong đây em ghi đẹp nè. Đẹp là đẹp làm sao, dễ nhìn là dễ nhìn sao, mình mô tả chi tiết giùm chị ha. Nói chung là ngoài những chị nhìn là được thì nó... Tại vì dễ nhìn của em nó khác với dễ nhìn của chị hoặc là dễ nhìn của bạn quay phim hay là mấy anh ở đây. Mình phải cho một cái cụ thể cái chi tiết. Rồi cao, mép máy, da trắng, da đen, mặt mũi làm sao, tóc dài, tóc ngắn hay cái gì đó. Ừ, công việc này kia, chứ không phải là dễ nhìn là được ha. Rồi người con gái thì cao tầm 1.5m. Ừ. Tầm 1.5m là đổ lên thì nói chung là người vừa. Vừa thôi hả? Không thích mập hả? Nói chung vừa thôi, đừng mập quá. Ừ. Thì nói chung là công việc gì cũng được. Mình giờ mình có công việc, tương lai mình sau này thì nếu mà không làm công ty đồ thì làm công việc ngoài thì về để không người cùng làm. Ừ, mà không có cần bạn gái có công việc luôn. Về em mở tiệm sửa xe rồi bạn cùng làm với em thôi. Dạ. Yeah. Ừ, về làm chủ luôn đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Rồi có năng khiếu tài lẻ gì không Quang? Em á? Không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Rồi tuổi tác bạn gái, quê quán bạn gái thì sao? Nói chung tuổi tác bạn gái thì tầm sinh năm 93 đầu xuống năm 2000. Ừ. Nói chung quê quán thì nói chung nghề nghiệp trung được. Ưu tiên là miền Trung, rồi dạ. Còn miền nào nữa không? Ưu tiên miền Trung mà miền Trung thôi. Chỉ là trong khu vực miền Trung thôi? Dạ, như Tinh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ừ, rồi những miền khác là không được luôn? Dạ, miền khác nó xa quá.
em đang ở Sài Gòn, bạn nữ đang ở miền Trung, rồi sao em quen bạn đó, em về quải hả? Nói chung quê quán bạn đó thì miền Trung, nên nếu mà quen biết thì quen biết trong Sài Gòn này thì nhưng người bạn gái đó quê cùng mình thì sau này đi lại nó về bận về tiền. Em có trong cái hẳn mấy cái hội mấy cái người tìm người yêu miền Trung đồ không? Về thanh vô mấy cái hội đó mà tìm bạn gái thêm nha. Ok, chị ghi nhận ở đây, chỉ là quê miền Trung thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi hả? Không biết hát hò, không biết thể thao luôn, không biết gì hết hả? Rồi sao chị dớt em vô vòng trong đây? À thôi em hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Chị đây chị đâu phải của thi ca hát đâu. Chủ yếu là em, chị đang muốn là nhìn thấy em sự mạnh dạn nói chuyện với trước với chị thôi. Chứ chị không có yêu cầu em hát hay. Vậy sao? Ok không? Được không? Em hát thì đồ không thuộc lời đâu. Rồi, em còn cái gì muốn nói với tụi chị nữa không? Ok, cảm ơn em. Rồi em mời tiếp theo là ai vậy em? Dạ anh Khoa. Ok, dạ em mời anh Khoa. Dạ chị ơi, chào mọi người. Buổi buổi cách tin của bạn muốn hẹn hò ha, thì mọi thông tin nghề nghiệp, tên tuổi là câu chuyện của mình thì chị sẽ là người tự chủ động chia sẻ giúp cho em ha, chứ đừng có chờ biên tập là hỏi ha chị ha. Bây giờ chị giới thiệu giúp em là tên tuổi, họ tên, nghề nghiệp, quê quán của mình với. À, mình tên là Lan Thị Bạch Tuyết. Mình sinh năm 1983. Mình ở, thực tế ra là mình đang ở quê quán mình là ở thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất công việc á, thì hiện tại nên mình ra đảo, mình côn đảo mình làm việc. Mình đã ly dị lâu rồi mà, và hiện tại mình có một bé trai năm nay cũng được 15 tuổi. Mình làm trong cái ngành khách sạn và buồng phòng, là khách sạn buồng phòng. Hiện tại là mình đang làm tại Systensis Côn Đảo Resort. Chị nói rõ giúp em là chị làm gì ở khách sạn ạ? Nhân viên buồng phòng. Rồi. Chị kết hôn được bao nhiêu lâu? Mình kết hôn cũng được cỡ 3 năm rồi sau đó mình ly dị. Mình kết hôn từ năm 19 tuổi. Sau đó thì ly dị. Sau đó mình ly dị, giờ tới hiện tại tới bây giờ luôn vẫn chưa có kết hôn lần nữa. Mình ly dị được bao lâu rồi chị? Cũng được 15 năm rồi. 15 năm. Rồi chị cho em biết là lý do sao mà hai người gặp gỡ nhau như thế nào, rồi lý do tại sao hai người lại ly hôn? Vấn đề là tụi mình là học sinh học cùng nhau chung năm lớp 12, sau đó hai bên ngồi chung bàn chung chợ chung ngồi chung bàn và quen nhau từ đó. Còn mà vấn đề về chia tay là do là anh ấy có người khác và có đứa con cũng lớn hơn mình. Có đứa con cũng được cỡ tầm 2 tuổi. Sau khi biết việc đó nên là mình cũng nên ly dị. Là chị ơi, tức là con riêng của chồng cũ của chị ấy là lớn tuổi hơn con trai của chị hiện tại hả? Đúng rồi. Có nghĩa là trong thời gian kết hôn là chị kết hôn 3 năm chị mới có con, thì trong 3 năm đó là con anh ấy đã được 2 tuổi rồi. Đúng rồi. Tức là lúc kết hôn với chị là cái người kia là đã có bầu rồi. Đúng rồi. Không, thật ra là lúc là tụi chị kết hôn là đã gần 1 năm sau là anh đã quen người đó và có con. Và bây giờ là anh chồng cũ của chị là đang sống với cái người kia luôn. Vâng, đúng rồi, vẫn còn đang sống chung. Còn chị thì nuôi con. Cũng đúng. Tại vì bạn ấy không, lúc đầu là bạn ấy cũng kêu mình phá thai. Nhưng mà mình nghĩ là do mình một bạn người nên là mình không có bỏ và vẫn nuôi và không cần tiền chu cấp của bên gia đình chồng. Nên là từ đó giờ mình vẫn nuôi con được.
mình vẫn có trách nhiệm. Đấy, mình là vợ chính thức luôn, có cưới xin cưới hỏi đàng hoàng luôn, mà con mình ra lại còn như vậy nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi, thế mà vẫn chưa bị nghiệp quật hả chị? Nghiệp quật rồi. Tại vì biết sao, tại vì họ giống như là gia đình họ là người Bắc đó. Họ nghĩ là anh cậu bé, anh chàng đó là đã là con trai, thì đôi khi mà chồng mình là con trai trưởng, con trai lớn trong nhà, thì có một anh con trai. Nhưng mà khi mình thấy mình lúc mà, tại vì trong thời gian làm thủ tục ly hôn á, thì mình đâu biết mình mang thai. Tới lúc mà xong xuôi hết trơn á, mình mới biết mình có. Thì mình sao mình đòi hỏi người ta được, sao mình đòi hỏi người ta là phải có trách nhiệm. Nhưng mà ý họ quay lại thì đã ly hôn rồi mà vẫn bắt chị kêu chị là bỏ con đi hả? Thì kêu giờ có rồi thôi bỏ đi, tại vì họ nghĩ là tốt cho mình đó, nhưng mà mình cũng không có muốn. Họ sợ trách nhiệm thôi chứ tốt thì cho mình chị. Thì mình hãy nghĩ tốt gì cho họ đi, mình đừng có nghĩ gì khác đó. Thôi em không, vậy em mới hỏi chị câu là đã bị nghiệp quật chưa? Có nghiệp quật rồi. Nghiệp quật sao rồi chị? Mười mấy năm trời dính vô đường ma túy là nghiệp quật rồi. Thế thôi. Hèn chi giờ chị nghĩ tốt cho người ta thôi, nghiệp quật cũng đủ rồi đúng không? Chính xác là vậy. Thế bây giờ con trai chị là đang ở thành phố với lại gia đình chị hả? Đúng rồi, bé đang ở thành phố và đang ở với bà ngoại. Còn chị thì đi làm thì thỉnh thoảng chị mới về thôi. Đúng rồi, cỡ 3-4 tháng mà lựa vào thời điểm mà ít khách bé mới bay về, ít khách du lịch là mình bay về. Chị ra đấy làm lâu chưa? Cũng được 1,5 năm rồi. Mới ra đó 1,5 năm thì trước đó là chị làm gì? Chị cũng làm bên ngành này và chị cũng làm ở khách sạn ở trong thành phố đó. Tại vì do thời điểm là do bị dịch bệnh á, nói chung là thành phố đóng cửa không, cái vừa mới thì ngoài đây thì cái ngành du lịch vẫn còn phát triển nên là bay ra đi làm. Vừa bay ra tới khỏi đây là dịch bệnh nó bị bùng phát vào năm 21 á. Dịch nó bắt đầu thời điểm 20 bắt đầu nó mạnh á, là mình phải ra đây mình làm đi luôn. Rồi, thế là sắp tới mà ghi hình là bay về đây để ghi hình rồi thăm con luôn được đúng không? Đúng rồi. Tại vì mới Tết vừa rồi mới về nhà mà. Tại vì Tết vừa rồi mới về nhà xong. Dạ rồi. Chị có điểm mạnh điểm yếu gì không? Có chứ, mọi con người ai cũng phải có điểm mạnh điểm yếu. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của chị là gì nè? Điểm mạnh là chị rất là thẳng thắn. Nó yêu thì yêu, mà không yêu thì nó thẳng, chứ đừng có mà nó cắt hai tay, chị không thích điều đó. Còn điểm yếu là hay mất ước lắm. Ai làm chị mất ước? Ai mà làm chị khó chịu là chị mất ước. Mà dễ xúc động, dễ rơi nước mắt đúng không? Dễ xúc động lắm. Nhưng mà cũng gọi là đôi khi cũng đừng qua, mình cũng mạnh mẽ, đôi khi cũng mạnh mẽ lắm. Mạnh mẽ đến nỗi mà mình đôi khi mình phải sợ mình luôn. Đó là mẹ đơn thân 15 năm mà. Thật ra trước đó cũng có một mối tình, nhưng mà một cái vấn đề nữa mà thực sự là không ai muốn quen với chị là chị vô sinh. Chị không có khả năng chị có con nữa. Nhưng mà lúc trước chị cũng có quen, nhưng mà người ta đòi hỏi là có con, nhưng mà chị không có con được. Nên là quen chị sau này là không có em bé lắm đó. Chị nói chung là vậy, vô sinh bốn tháng đúng không? Không có sinh, không có khả năng đẻ nữa. Gọi là vô sinh thứ phát á. Tại vì ngưng lâu quá rồi. Không, chị vô sinh lâu rồi. Tại vì cái thời điểm mà vừa chia tay với chồng chị thì khoảng 1 năm sau chị có bạn trai mà. Chị vẫn có người mới. Xong rồi do là chị không đẻ được, người ta lại muốn có con.
Nhưng mà chị quen nhau gần cả 5-6 năm mà không có em bé luôn. Cũng có những lần quan hệ nhưng mà không có em bé. Thì chị thả cho họ đi về, giống như tìm được người mới. Thì tìm được người mới thì đụng vô là có bầu. Bây giờ ta có ba bốn đứa con rồi đó. Nên là chị biết là chị bị vô sinh mà. Chị nói thẳng là chị không có đẻ được, nhưng mà người họ vẫn muốn quen, thì kết quả không như họ mong đợi, nên là họ mình phải buông tay cho họ đi tìm người mới. Rồi, thế bây giờ là chị có năng khiếu hay tài lẻ gì không? Hát hò gì được không? Hát dở lắm, học cái năng Ừ. khiếu gì cả. Không có biết hát, cũng không có biết về là đàn tranh đàn ca gì, không có biết gì hết. Tứ đổ tường thì biết những món ăn chơi không à, chứ không có biết mấy món mà năng khiếu. Tứ đổ tường là biết chơi mấy món mà đàn ông chơi sao chị chơi vậy được á, chứ còn mà năng khiếu thì không có đâu. Rồi, thế bây giờ chị mong muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào nè? Thứ nhất là Không không biết bắt nữa. chị sinh con này. Tiền à, Rồi, tiền tìm mẫu. đóng cửa lại giùm luôn. Rồi ok. Cũng không biết nữa, mình chỉ cần tâm sự được là cảm thấy tiếp cũng ổn. Giống như người biết lắng nghe tiếp. Tiếp Rồi có tuổi một tác cái thì nhược bạn trai làm điểm sao? trên tuổi Tý nha, hơn tuổi Tý cũng được. Nói hơn là bằng tuổi chị ha. Và lúc lắng nghe Tý là càng thích, cũng thích, mình cũng thích hơn. Tại vì đôi khi trong công việc đó có những cái mà Tý bị áp lực đó, Tý muốn cho một người biết lắng nghe mình. Ví dụ như mình áp lực quá, mình muốn kiếm một người tâm sự nghe mình nói, thì là đó cũng là một điều hay. Biết lắng nghe. Rồi, quê quán của bạn trai thì sao chị? Thôi ở thành phố đi. Tức là nếu như quen bạn trai thành phố là chị sẽ về đúng không? Nếu được ở thành phố thì cũng ổn hơn. Rồi. Có điểm gì chị không thích ở bạn trai không? Gì ta? Ngoại hình thì chị yêu cầu sao? Cao thấp mập ốm sao, 6 múi hay là 3 múi hay như thế nào? Sáu múi đi ha, có sáu múi càng tốt ha. Ngoại hình thì vừa cũng được, tại vì bản thân chủ gia chị cao tới 1m83 đó, miễn sao là trên 1m83 là chị thấy ổn rồi đó, đừng có lùn hơn chị, không cõng chị được là chị buồn. Cao hơn chị là được, tức là 1m65 trở lên cũng được đúng không? Ok. Là Phải nếu cõng mà được chị. sáu múi thì đừng Nói có chung là phải cõng được cõng chị đúng không? cũng phải cõng được chị. Ví dụ như chị 1m63 mà kiếm anh chàng 1m50 làm sao mà cõng được chị đúng không? Đúng rồi, chị bữa chị cũng quen một anh chàng hết rửa đâu cõng được đâu, bụng muốn chết luôn. Trời Hả? công việc của bạn trai thì chị có yêu cầu không? À, Công việc của bạn trai chị có yêu cầu gì không, tại vì mỗi người có một cái sở thích mà. Chị thì không? công việc của chị là buồn phòng, thì chị không có bao giờ chê tay công việc của người khác. Mình mỗi mỗi công việc có một cái sự tôn trọng riêng. Nhà chị ở Sài Gòn là chị ở quận mấy? Nhà chị ở quận nhất. Nhà quận nhất. Rồi. Ok chị Tuyết ha. Đó, có gì là chương trình sẽ liên hệ tiếp với chị để làm nội dung kỹ hơn nếu như có người phù hợp với chị nha. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, em cảm ơn chị Tuyết nhiều. Em chào chị.